で、2章、仕見て。事1日目、会話文。おはようございます。今日からよろしくお願いします。おはよう。今日は、まず、利用者さんの名前と居室を覚えること。それから、食堂の座席もね。はい、わかりました。そうそう。指示されたことは、返事だけじゃなくて、指示の内容を復唱してください。私も、ハンさんがわかったかどうか、確認できますから。はい。今日は利用者さんの名前、居室、食堂の座席を覚えるということですね。これからお茶を配りますから一緒に行きましょう。はい、お願いします。201号室は鈴木民さんです。利用者さんの状態についてはまた詳しく説明します。201号室、鈴木民さんですね。メモしておきます。次は食堂の座席を覚えてね。タンポポの利用者さんは全部で何人ですか？9人です。食事をするときは3人ずつ3つのテーブルに座っていただきます。座席表をコピーしておきました。これを見てよく覚えてください。はい、覚えます。仕事の1日目はどうでしたか？利用者さんの名前を覚えるのは難しいです。まだ全部は覚えられません。一番大切なことですから、利用者さんの顔と名前は早く覚えましょう。はい、今晩復習します。頑張ります。はい。じゃあ。Be the mic. Manejas rồi đúng không? Đấy. Đã nghe rồi đúng không? Quên là em nghe cái video của bài này chưa? Chưa nghe đâu. Có nghe rồi ạ, Ồ. có nghe ạ. Em có nhớ cái hôm video này có cái bài nghe này em có nghe ạ. Nào, bây giờ hôm nay nghe lại để xem được ghi được bao nhiêu phần rồi. Thắm ghi được cái gì đâu? Tên của cụ này là Suzuki Tani-san. Ừ. Thì đầu tiên đi làm thì phải nhớ được tên của cụ, cái tên của các cụ, để nhớ chỗ ngồi, nhớ phòng, nhớ nhớ số phòng và chỗ ngồi, số chỗ ngồi. Nếu mà khi mà người ta nói mình không hiểu cái gì ấy, thì là phải nhắc lại được cái nội dung đấy, lặp lại cái nội dung đấy. Trà. Ba người ngồi một bàn. Quan trọng nhất là ngày đầu tiên đi làm mình phải nhớ tên của các cụ. Thế thôi xin dẹo. Tiên có viết được những đoạn đấy không? Có cái phần đầu em cũng nghe được những cái mà nhớ được ngày đầu tiên đi làm thì là nhớ được đầu tiên là phải nhớ tên với lại số phòng của các cụ, xong tiếp theo là nhớ chỗ chỗ ngồi ở ở ở nhà ăn, rồi nó là chị và Lida nói với Han rằng là khi mà nghe những cái
chỉ thị thì không chỉ là trả lời mà hàng ngày cần phải lặp lại nó làm, tức là phải hàng ngày phải làm nó để chị ấy có thể biết được là bạn ấy có hiểu được hay không. Có một đoạn không nghe được ạ, sau này nghe đến cái đoạn là cụ Suzuki ở phòng số 201. Năm Không nghe được nhiều ạ. đấy Một cứ ba người ngồi, có chín người thì ba người ngồi một bàn, ba người ngồi một bàn ăn xếp ra là khi mà cho các cụ ngồi vào chỗ là ngồi như thế ạ. thấy chưa? Nào bây giờ quay lại dịch những từ đấy, cái đoạn tóm tắt em vừa nói ấy, dịch sang tiếng Nhật nào. Dịch sang tiếng Nhật. Wow, Không nhắc lại, không nhắc lại cái qua, chỉ kiêu tóm tắt lại cái đoạn đấy thôi. ma dự Ừ. kiêu kiêu ma dự liêu sạ sà nô na mẹ tổ kiêu si chữ ô bô e rực cô tổ sô đề cờ là sô cư đô nô gia sê kì mô si di sa rê tà cô tổ quá hên di đa kê giả na cực tê CG no nai jo fuku so shite kudasai. Nihaku ichi goshitsu wa Suzuki tam san desu. Ryosa san no zotai nichuite wa mata kuwashiku sechumei shimasu.9人です。速度をするときは3人ずつのテーブルに座っていただきます。何だかいいかいのゲームが。Ừ, thế cái chỗ kêu nin là cái gì, kêu nin à? Đấy là cái chỗ cái phòng ở cái gọi là trong cái mà bên mà bạn làm việc đấy là có 9 người, tức là bạn chăm sóc cho 9 cụ đấy ạ. Ừ, Có đúng. 9 cụ thì khi mà ăn thì xếp cứ ba cụ một bàn. じゃあ、食堂のテーブルはいくつありますか？Chỉ nghe được là có 9 người thì cứ ba người một bàn, thế là có ba cái bàn. Nhưng mà có phải tất cả là có ba cái bàn hay có nhiều hơn ạ? Lại Vâng, là ít nhất 3 cái đúng không? Ừ. ít nhất là ba cái, còn nhiều hơn thì không biết. Mình cứ coi nó là 3 cái đi, người ta chỉ dùng bàn để cho người ăn chứ không có bàn thừa đi, thì là 3 cái đó. Ok, Vâng. nên nói chung là nghe lại nhé, nghe lại thì mình sẽ nắm được nhiều hơn, tại vì là từ vựng biết rồi, cái câu mình cũng đã luyện rồi á, nó sẽ dễ hơn. Vâng. Đấy thì tức là sau khi mình nghe được một đoạn hội thoại như vậy á, thì không chỉ là mình lặp lại được y nguyên cái đoạn hội thoại mà mình sẽ phải nắm bắt được ý chính, và à, ví dụ mà khi mà mình được hỏi lại á thì mình sẽ chỉ tóm tắt lại ý chính thôi. Ví dụ là hết một ngày người ta hỏi mình là thế hôm nay học được những cái gì chẳng hạn này, hoặc hôm nay thì cần chú ý những cái gì, thì đấy là những cái mình phải tóm tắt, chứ mình không thể là nhại là một nguyên một tràng là từ sáng giờ nói chuyện với ai nói những cái gì được đúng Vâng không? ạ. Ok, à, sang bài số 3 nhá, bài tiếp theo này. Bài tiếp theo chị Thắm chuẩn bị nha, tức là bây giờ sẽ vẫn ghi Ok. lần đầu tiên là lúc nãy là ghi lại bằng tiếng Việt cho nó nhanh, lúc mà mình nốt lại ấy, ghi chép lại, không phải chép lại mà gọi là tóm tắt lại nội dung của cái đoạn hội thoại, mình sẽ ghi bằng tiếng Việt cho nó nhanh, sau đấy nghe hết bài thì sẽ giống như khuyên bây giờ là chị Thắm sẽ phải diễn đạt lại cái nội dung tóm tắt của cái đoạn hội thoại này bằng tiếng Nhật nhá. Ok, bài này là về rửa mặt với lại chải đầu này.三章、洗顔と整髪。会話文。山田花さん、85歳、女性。
認知症、骨粗しょう症、脊椎圧迫骨折。ハンさん、202号室の山田花さんの洗顔と整髪の見守りをお願いします。はい、202号室の山田花さんですね。わかりました。山田さん、おはようございます。ご気分はいかがですか？昨日はよく眠れましたか？ええ、よく眠れたわ。そうですか。では起きて顔を洗いましょう。ベッドを起こしますね。袖が濡れないようにまくっていただけますか？髪も濡れないように留めましょう。お手伝いしますね。終わりましたか？タオルをどうぞ。ありがとう。あら、口の周りが少し赤いですね。かゆくないですか？痛くないですか？そうね、ちょっとかゆいわ。そうですか。後で看護師に見てもらいましょう。今度は髪を溶かしましょう。はい、ブラシです。ありがとう。これでいい？ええ、綺麗になりましたね。ではまた後で来ますね。202号室の山田花さんの洗顔と整髪の見守りを終えました。口の周りが赤くなっていました。少しかゆいとのことです。看護師に連絡しておきます。わかりました。忘れずにお願いします。 OK。 Rồi, bây giờ Khuyên sẽ tóm tắt trước đi, xong là để chị Thắm sẽ, nếu mà đoạn nào chị Thắm không nghe thấy chị Thắm sẽ bổ sung vào, xong đấy là cả bài này là chị Thắm sẽ tóm tắt, nên là cho Khuyên tóm tắt trước bằng vâng tiếng. ạ. Cái bài này là về gọi chải đầu vậy, chải đầu vậy, rửa mặt, trang điểm. Thì là cái cụ Han, cụ cái cụ ở phòng số 202 ạ, là cụ Yamada, là bạn Han này đến buổi sáng để rửa mặt, chải đầu, tức là chỉnh trang cho cụ ấy ạ. Thì em chỉ nghe được là em chỉ nghe được là bà ấy đến là và có những cái gì nhỉ, chải đầu này, rửa mặt này, và xem à, bà miệng bà cụ ấy bị đỏ. Bạn hỏi là cụ ấy, tình trạng của cụ ấy như thế nào, hôm nay cụ đấy có tốt không, có buồn ngủ không ạ? Thì cô ấy nói là cũng à, có hôm qua ngủ có ngon không, xong rồi cô ấy bảo là cô ấy ngủ ngon ạ. Có miệng thì miệng chỉ nghe được là miệng, mày quanh quanh miệng của cụ ấy là bị đỏ, có bị ngứa, và hỏi bạn ấy hỏi cụ có bị đau không, thì cụ bảo là có một chút đau. Tiếp theo khi dậy thì là giải à, là bạn ấy rửa mặt cho cụ ấy ạ, rửa mặt này, chải tóc, với lại chỉ nghe được như thế thôi ạ. OK, chị Thắm có bổ sung gì không? Đủ hết rồi đấy, xem xem. OK. Rồi, chị Thắm sẽ tóm tắt lại bằng tiếng Nhật, ngắn gọn thôi, trong vài ba bốn bốn năm câu thôi. Yamada san ni Yamada san ni chi so. Bà ấy bị mất trí nhớ.
Đi hát cự cô sĩ sự nô Yamada Yamada Hala sẵn Des Cô kỳ bình À không Okite kara Kao Kao o Arai mas No Sode 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 ga nude nai so ni マクテクママクマキマスỪ. Hết ん hết rồi. đâu Bốn năm câu là tóm tắt hết hết rồi. thì có mỗi sắm tay áo mỗi sắm tay áo đâu mà xin thế xong rồi Mà chị nói hết năm bốn năm câu rồi. Đấy, tóm lại là mình phải chỉ chọn lọc những thông tin quan trọng thôi. thì vẫn vẫn chưa nói cái chỗ bị ngứa Thì đây nhưng mà hết ngứa rồi. con người Đề nó chỉ cho 5 dòng để viết. Viết này là cho có hết. 5 dòng để viết thôi á Kiểu như giống viết văn ấy, viết văn thời gian viết văn là 6 30 phút chẳng hạn, nó cho mấy câu ấy, là cuối cùng là dồn quá vào một phần nào đấy là mình sẽ bị hết giờ mà không làm được hết các phần. Đó lại là chị nghĩ là cái trong cái đoạn hội thoại này thì cái gì là ý chính nào? bà này dạy thì bạn Han này bạn ấy vào bạn ấy hỗ trợ là rửa mặt với lại khi mà rửa mặt thì xung quanh miệng của bà ấy là có thấy bị đỏ thì liên lạc với bác sĩ liên lạc với y tá Thế thôi. Thế chỉ vậy thôi. thôi. Ô, chỉ vậy thôi. Thì cái nội dung là hôm nay phải hỏi sáng nay bạn nên làm gì đó. Ví dụ sáng nay hôm sáng sáng nay làm gì đấy thì bảo là đến hỗ trợ bà Yamada Hana-san. Làm gì nhỉ? Sengan to seihatsu o mimamori shita. Thế nani ka? Để hỏi câu tiếp theo là nani ka mondai arimashita ka? Đúng không? Đây là việc hỗ trợ thì mình chỉ cần nói là sáng nay mình đến giúp hoặc là trông coi bà ấy rửa mặt với lại chải đầu. Người ta sẽ hỏi thêm là có vấn đề gì không đúng không? Thì sẽ có một cái vấn đề là quanh miệng của bà ấy đỏ đấy. Kuchinomaori ga akai. Cộng thêm là bà ấy bảo là bà ấy bị ngứa đúng không? Kayui. Kayui to nokoto nhé. Thế sau đấy thì mình làm gì nhỉ? Thế sau khi phát hiện ra cái đấy thì mình làm gì đó? Thì sẽ là báo cáo lại với bên Chunin hoặc là bên Kangoshi. Thế thì nội dung nó chỉ có vậy thôi. Ở sáng nay làm gì đâu? Sáng nay đi rửa mặt cho cái bà đấy thì thấy là quanh miệng bà ấy đỏ lên. Xong bà ấy bảo là chỗ đấy bị ngứa. Thế là mình đã đi báo cáo lại với Kangoshi. Là hết rồi. Đúng không? Thì nó sẽ, hầu như là cái nội dung đoạn hội thoại này nó chỉ có vậy thôi. Còn cái phần mà ví dụ mà sắn ống tay áo cho nó đỡ ướt các thứ này thì không cần thiết, tại vì nó chỉ là một bước ở trong cái việc rửa mặt thôi. Được chưa nhở? Đấy, Rồi. lát sẽ làm theo cách này nhá. Nên mình nghe một cái đoạn hội thoại thì nó sẽ dài, nó nhiều câu gọi là nhỉ? Câu câu vỉa hè đấy, gọi là câu vỉa hè đấy. Không quan trọng thì mình, đến lúc mình tóm tắt lại mình sẽ bỏ qua những câu đấy nhé. Tiếp theo là bài số 4 nhé. Bài số 4 lại ngược lại này. Nghe xong thì chị Thám sẽ tóm tắt lại trước bằng tiếng Việt. Sau đấy là Quyên sẽ dựa vào cái phần tóm tắt chị Thám cộng với phần tóm tắt của bản thân em này. Và em sẽ chuyển nó sang tiếng Nhật bằng 4 hoặc 5 câu. Giới hạn trong 4 5 câu là làm sao truyền tải hết được cái nội dung quan trọng nhất thôi nhé. Để nghe bài 4 là bài thay quần áo này. 4章着脱会話文森下紀美子さん82歳女性脳梗塞による左肩麻痺ハンさん203号室の森下紀美子さんの着替えの解除をお願いします森下さんは左肩麻痺でしたねええできることはしてもらってできないことは手伝ってあげてね。はい、わかりました。森下さん、着替えましょうか。はい。じゃあ、パジャマを脱ぎましょう。
右手から脱いでいただけますか？脱ぎ終わりましたね。それではブラウスを着ましょう。左手は少しお手伝いしますね。左手を袖に通します。では、右手を通してください。ボタンはかけられますか？少しお手伝いしますね。お願いします。いつも着替えるたびに手伝ってもらって悪いわね。いいえ、気にしないでください。次はズボンを変えましょう。こちらの解錠バーにつかまって立っていただけますか？ズボンを下ろしますね。はい、座ってください。右足から脱ぎましょう。右足を上げてください。ではズボンを履きましょう。履くときは左足からですね。もう一度立ってください。ズボンを上げますね。シャツはズボンの中に入れますか？出しておきますか？はい、終わりました。森下さん、今日は少し寒いので何か上に羽織りましょうか。そうね、その赤いカーディガンにするわ。はい、わかりました。どうぞ。よくお似合いですよ。そう、ありがとう。森下さんの着替えの解除が終わりました。今日は少し寒いのでカーディガンを着ていただきました。そうですか。よく気づきましたね。ご苦労様。はい、さんは。Và Morista sang. Khuyên để khuyên tóm tắt trước xong chị thắm tóm tắt lại nhé. Hay là ngược lại nhỉ? Chết rồi. Lại nó. Ngược lại. Đừng lại à, sao đi sao. Thế thì tóm tắt trước xong này. Morishita sang 82 tuổi, bị liệt ở bên trái. Những phần nào mà bà ấy có thể làm được thì để cho bà ấy tự làm, còn không làm được thì người hỗ trợ sẽ hỗ trợ bạn, hỗ trợ bà ấy thay thay quần áo. Mình học cái cụm từ đấy là cụm từ gì nhỉ? Để kỳ này cô để Để kỳ kinh đệ cô tổ ố giật tê mồ đắp tê giật tê mồ mồ đắp tê để kinh lai cô tổ ố tê chư đai mắt. mình có một cái cụm từ 4 chữ là gì nhỉ? Để kinh đệ cô tổ giật tê để kinh đệ cô tổ giật tê cứ đan sai để kinh lai cô tổ. Ồ, hôm trước có học một cái cụm từ 4 chữ rồi. Khuyên có nhớ từ đấy là từ gì không? Ok, bỏ qua từ đấy nhé. À, tiếp đi, chị Tắm nói tiếp phần sau đi. Bị nhiệt ở bên trái này. À, đi ra ngoài thì hôm nay đi ra ngoài thì có lạnh một chút thì đi ra ngoài dạo thì có lạnh một chút thì có mang theo áo khoác khoác choàng ở bên ngoài. Hết rồi. Hết rồi, ok. Khá ổn. Còn duy nhất cái từ kia là chưa nhớ ra nó. Khuyên có sửa gì không? Có bổ sung gì không? Chị có em thấy em nghĩ là chị Thắm nghe nghe nhầm ở cái chỗ mà liệt bên trái mà liệt tay bên phải đúng không ạ? Liệt cái tay bên vai bên phải ạ. Ra đi cơ tài Là đến nãy bên giờ trái hay bên phải? bên trái Hirari Trái, ừ. bên trái Hirari Katamai Khuyên nghe là phải hay trái? em nghe là phải ạ, À, là liệt vai với tay bên phải ạ. ok. Bên phải đó, ok. Còn gì nữa không nào? Bổ sung thêm thì chị Thắm nói chị Thắm chưa nói
À, nói số phòng, ngựa phòng, Ok, phòng. là phòng 203. Thế thôi ạ, em cũng không bổ sung thêm gì nữa. Chị nghe thấy đã cũng đầy đủ rồi. Okay, thế là cả hai người quên mất cái quan trọng nhất là cái gì rồi? Là hỗ trợ gì nhỉ? Thay quần Hỗ áo. trợ quần áo. Đúng không? Chưa nói đây, cả hai người chưa nói câu đấy Ô đâu. tưởng vừa lẽ nói chắc ăn đặc chắc chắc cử đạt đa sự rồi. Đấy là trong video nó nói. Có lẽ em nói thôi chứ ở trong phần mọi người nói là không có câu đấy. Đây, nghe lại xem là trái hay phải nhá. Kimiko さん、82歳、女性。脳梗塞による左肩麻痺。左肩麻痺。Đúng rồi, Chưa nghe trái. chưa? Trái đúng không? Nghe. Đấy. Vâng, trái ạ. Đấy, phải Thì sửa. đi. À, bổ sung thêm là Tạm. ngay từ câu đầu tiên là mình sẽ phải nói là mình hỗ trợ cái gì. Sau đấy mình mới trình bày những phần tiếp theo nào. Ok, khuyên từ nói bằng tiếng Nhật nào. Xem ta mới con Em cứ nói, em nói theo ý hiểu của em thôi ạ. Okay. 5 câu nhá, đếm nhá. Nhà chưa ăn đâu, để em thấy mẹ em buồn ngủ. Morishida-san, Miyaku-san go shitsu no jose 82 sai hidari kata mahi Hansan wa monurie Hansan wa kigae Chị gái cày. Morishida-san wa kigae toki右から右手から金服きます。ズボン開け。ズボン開けます。Còn không biết diễn đạt như nào ạ. Không phải không biết diễn đạt như nào ạ. Cái câu như thế là cởi pyjama lúc lúc lấy pyjama ra để mặc để mặc cái để thay đồ mặc đồ mới thì mặc vào từ bên tay trái ạ. Mặc vào từ bên tay trái. Nhưng em không biết diễn đạt như thế nào ạ. À, nó sẽ có 2 bước đúng không? Một là cởi, hai là mặc đúng không? Đầu tiên sẽ phải cởi ra đã. Nào cởi bên nào nào, sau đấy mặc bên nào đã. Chân với tay là giống nhau rồi, bên cùng bên. Lúc cởi ra với lúc mặc vào sẽ giống nhau. Đầu tiên là khi cởi ra là sẽ cởi từ bên nào nhỉ? Ở từ bên phải ạ. Ok. Để ngược lại là khi mặc vào sẽ Lúc mặc vào mặc từ bên trái ạ. bên trái. Thế là hết một câu. Đấy. Đó. Nữ của Tokyo Vâng. Pajama を脱ぐ時は右から。Hoặc là pajama を右から脱ぎます。Còn cái quần áo bình thường là mà có thể nói là yofuku hoặc là mình trong bài nó ghi là shatsu đúng không? シャツと、ズボンを着替えるときは左から着ますとかね。で、coi là một câu đi.
Rồi câu tiếp theo nào. Thay áo xong thì đến thay quần ạ. Thế quần nói rồi đấy, thay quần thay áo đấy, Thay quần áo đó là cùng. thay quần cả thay áo thì đều sẽ cùng một bên đó. Thay xong rồi, thay xong rồi thì là đến Xong thay xong rồi thì bị lạnh cho nên là hỏi cụ xem là cụ muốn mặc, cụ muốn mặc cái áo nào, khoác thêm cái áo nào ạ. ta đi làm. Bác tiện áo gì? Cardigan. Cardigan. Ok, khai đi làm không? Tóm lại là câu Đi 4. ố. Hào ô. Đi hào đi nhé. Đây. Mình sẽ tóm tắt nhiều nhất là 5 câu nhé. Nhiều nhất 5 câu thì câu 1 sẽ là Ma à, Morishita san à? Morishita san. Morishita san. Hidari katama. Hidari. Không. Liệt 3 tuổi, 3 tuổi thì cũng có được mà không có được, nhưng mà quan trọng là ở cái việc mà mình hỗ trợ thay quần áo thì mình cần biết là người ta khỏe bên nào, yếu bên nào đúng không? Thì cái thông tin quan trọng nhất mình sẽ phải ghi vào là Hidari katama hi. Đấy. Đến phần nội dung hỗ trợ thế là Kigai ấy. Cái rồi. Hay hiểu. Hay rồi. Hôm trước có học những cái từ chi từ chi em không? Tự lập một mình nhé, phải không hả sensei? Tự là hỗ trợ tự lập không? Trợ tự lập Nó sẽ cách bằng cái câu nãy đấy, bằng cái câu để để ghi có chữ cô tố à? tiền Được. để ghi được cô tô Đấy, ship nó cái tê mồ số. ra ự ship tê mồ ra ự để ghi mê cô tô là giật tê. Thì vấn đề là được. Giật tê, để khi nào có tổ quá, để Đúng chi đang nhé. rồi. Đúng rồi. Thế là một cách nói ngắn gọn với câu gì đi sự à, một cái đoạn để ghi được câu tố ạ. Gì vấn đề là được. Để khi này câu tố ạ. Thế nào thì nó sẽ bằng với câu đó. Gì đi sự. Thế này mình nói vắn tắt là ri chữ sư CN thì người ta cũng hiểu luôn là Hiểu sensei. hiểu ta hiểu chứ. Nó là một cái gọi là một cái khái niệm á, mình giải thích ra là sẽ như vậy. Ok, câu thứ ba là sẽ câu gì nhỉ? Vì là mà dựa trên cái thông tin của câu đầu tiên đúng không, Hidari katamahi nên là từ cứ ở trong này nó có từ pajama đúng không, thực ra thì pajama cũng được mà mình nói chung chung một phụ cũng được. Nơi vụ toki. Hoặc là viết như này cho nó dễ. Mi ghi à? Cả là và nữ gợi. Mình ra đi cả là đi được. Thường thường nha, nếu mà mình chia quần với áo ra ấy thì nó sẽ có kiru với lại haku đúng không? Ở phần trên nó sẽ là ki rự này, phần dưới sẽ là ha cự này, cự là phần mặc xỏ vào đấy. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái từ phư cự này, phư cự là tùy dùng chung cho quần áo ấy, thì mình có thể lược bớt cái động từ, phư cự nó sẽ dùng tất cả cho đúng ki rự, phư cố ki rự là sẽ dùng cho từ mặc quần áo. À, tức là quần áo thì sẽ cởi từ bên phải và mặc từ bên trái đúng không? Câu thứ 4 là gì nhỉ? Sa mươi cả đã. Kêu quá Sa xin lỗi lùi đi cả đi cả đi cả ra đi đây ngủ 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 được đi 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 cả đi cả đi được. Thế là cái nội dung của hội thoại nó chỉ có như vậy thôi.
À, trong 5 câu đó, tóm tắt trong vòng 5 câu thì 4 câu mình có thể đã có thể xong cái đoạn đấy rồi. Được nhỉ? Tức là mình nghe rất là nhiều thông tin nhưng mà mình phải chọn lọc ra, ví dụ là cái đoạn mà có cái đoạn cởi ra xong là phải nắm vào cái thanh nắm để đứng dậy đúng không? Để thay quần á. Những cái đấy thì nó lại thuộc về cái bên thê duyên rồi, là cái những cái bước á. Những cái bước khi mà thay quần áo ấy, là thay quần áo đương nhiên là sẽ phải đứng dậy mới tụt được quần. Thế là có những người thì vẫn ngồi vì vẫn tụt được, nhưng mà về cơ bản là người ta sẽ phải đứng dậy thì người ta mới kéo được quần xuống. Hoặc là khi mà mình mặc vào thì bên liệt thì sẽ xỏ vào trước đúng không? Đấy. Còn bên khỏe sẽ xỏ vào sau, nên đấy là những cái komakai nhỏ nhỏ ấy, thì mình không nhất thiết là phải ghi vào phần tóm tắt. Thế nhỉ? Tiếp theo nhá, học và phần tiếp theo làm một cái nữa xem nào. 3 4 5. Quên biết xong chưa em? Vâng ạ. Được Ok. Bài tiếp theo là bài về Kurumaisu Ido. Di chuyển bằng xe lăn đúng không? Đấy lại nghe tiếp cho đấy, viết viết một loạt thông tin sau chọn lọc những cái quan trọng để điền vào cái 5 cái câu này. Nghe nhá. vâng. 5 章、車椅子移動。会話文。山田花さん、85歳、女性。認知症、骨粗しょう症、脊椎圧迫骨折。202号室の山田花さんは、骨粗しょう症による脊椎圧迫骨折で、車椅子を使っています。散歩の介助をお願いしますね。202号室の山田花さんですね。わかりました。山田さん、今日はいいお天気ですから出かけましょう。準備はいいですか？はい。では、ブレーキを外して出発しましょう。山田さん、車椅子の操作もだいぶ慣れましたね。とてもスムーズですよ。ここからは私が押しますね。下りのスロープは後ろ向きで降ります。いいですか？動きますよ。この公園はバラ園が有名なんですよ。満開で綺麗ですね。ええ、いい匂いがするわね。少し疲れたわ。では、この辺りで休憩しましょう。ブレーキをかけてください。大丈夫ですか？お茶を飲まれますか？え、喉が渇いたわ。ありがとう。あら、急に曇ってきましたね。雨が降らないうちに戻りましょう。え、そうね。ではブレーキを外してください。動きますよ。いいですか？はい、お願いします。202号室の山田さんですが、今日の散歩はバラ園にお連れしました。雨は大丈夫でしたか？はい、大丈夫でした。でも玄関に入った途端に降り出しました。うん。OK。Nào, xin mời. Tiếp theo là đến lượt ai trước nhỉ? Quyền tóm tắt. Quyền tóm tắt không? Ừ. Em nói bằng tiếng Việt ạ. Là cụ Yamada này là nữ, cụ là nữ 85 tuổi, suy giảm trí nhớ và phải ngồi
còn cái việc còn còn cái bệnh gì nữa thì em chưa nghe được, cái gì nghe được là suy giảm trí nhớ, không phải ngồi xe lăn nên là nói với bạn Hân này là hỗ trợ cô ấy nên xuống xe, và đấy là thứ hai là mà khi lên xe, khi mà đỡ cụ từ giường lên xe thì việc đầu tiên là phải tháo cái thanh chắn ở bên ra, ra. Đấy là điều quan trọng mà khi mà hỗ trợ lúc lên xe. Bạn Han này cho đưa cụ ra công viên để ra công viên chơi thì cụ nói là mệt thì ngồi nghỉ một chút ở đấy, thì và khi mà dừng xe thì chắc chắn phải kiểm tra là cái phanh xe là phải được phanh khóa chắc chắn ạ, để đảm bảo an toàn. Em chỉ nghe được những lưu ý thôi ạ. Ok. Rồi chị Thắm, Thắm bổ sung gì không? Đến vườn hoa thì là đi ra vườn hoa thăm thì đột nhiên trời mưa. Nhưng mà vừa về đến à đâu đến ra thăm vườn hoa thì thấy trời có mây. Đột nhiên là trời có mây thì vừa về đến nhà thì trời vừa vừa vào đến hiên ấy thì là trời mưa. Tức là vẫn chưa bị dính mưa ấy. Dính mưa đấy, ok. Đầu tiên nhá, nghe lại một chút cái phần Tuyên bảo là phải hỗ trợ bài lên xuống xe lăn đúng không? Nghe lại nhá. Vâng. Sở sơ sơ, trích椎 áp bách cốt sét. 202号室の山田花さんは骨粗鬆症による脊椎圧迫骨折で車椅子を使っています。散歩の介助をお願いしますね。Nhà cái đoạn này là cái đoạn hết rồi đấy. Có đoạn nào nói lên hỗ trợ lên xuống xe lăn không? Chỉ là hỗ trợ đi đi dạo thôi ạ, chứ Đi không phải dạo hỗ công trợ xuống xe, đi xuống đi xe. dạo công viên Ok. này Và là hỗ để cho cô ấy ra ngoài. Ok. Trí Còn cái tưởng phần tượng phong phú. nhưng ý là mình nghe chủ đề đúng không, thì kiểu như là đoán đoán là nội dung nó sẽ liên quan đến gì đấy. Thì cũng là một cái kiểu như là vận dụng mà mình có thể đoán trước đấy, nhưng mà đoán này hơi chật tí. Ok, à nội dung chị Thắm tóm tắt lại 5 câu này, trong 5 câu này hết mọi người. Bà Santo sằng tắm à, quên hỗ trợ bằng tiếng Nhật không rồi nhỉ, Bà nào san đấy? Yamada sằng Yamada Hada Hana sằng Yamada Hana sằng Hachiju Gosai Jose Ninchiso hoặc cột chữ so 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 kuruma isu o chukaimasu sanbo kaizo tetsudaimasu barako en barako en ní iku toki kiu ní ame ga fu à không à kiu ní mưa mây là gì nhỉ, mưa Tomori. kumori ga arimasu genkan ní hai ít tà Amega furi dasimasu. Chỉ thế thôi, sensei. Vậy có đủ không sensei? Hai tà toki nhé. Hai ít tà
はい、たとたん、雨雨が降り出します。り出します。OK. Đúng đúng đúng. À, nhưng mà khoan đã nhá. Em cũng không nhớ cái được câu đầu lắm, nhưng mà xem lại xem đi. Cái bệnh này có đúng không nhá? Có Đó. là Rumah cô chữ xô xô hai là xe gãy đỏ. xương chèn nén, Khai va bừng. gãy xương gì cơ, hình như bị bệnh bệnh này là có phải là gãy xương do chèn chèn bị Kiểu gì? chèn Gãy không, xương sống. bị chèn ép đúng Gãy không, xương sống. một gãy xương chèn ép ấy Gãy à. xương sống. OK, thế nghe lại xem từ gãy xương chèn ép là gì nhá. Yamada Hana san, 85 sai, nữ, nhiễm chứng cột sọ sọ sọ, trĩ áp bách cột sẹt. Thế là nó hơi bị lộn đó. Cái cốt chữ social show này nó Cốt không chữ xô xương nhá, xồ. nó chỉ là loãng xương thôi. Loãng xương. Đúng rồi. Còn cái nguyên Mình nhân, cũng nhìn thấy cái này. nguyên nhân mà bài gãy xương là do một cái khác. Áp bắt của cô xếp dự. Ba cự có xếp dự. Khả Nhớ năng đấy là lộn cái này loãng xương với lại gãy xương. đấy, tức là nó có hai cái thôi, một cái là bị loãng xương. Thường là loãng xương xong thì người ta mới hay dễ gãy xương, nhưng mà cái nguyên nhân không phải vì loãng xương mà gãy xương, mà khi mà loãng xương xong nó có một cái tác động nào đấy lên thì nó mới gây gãy cho mình ấy. Thì cái tác động đấy là do bị chèn ép không. OK, good mai sẽ đến một cái. Câu thứ hai là tóm tắt là sẽ dùng bái dùng xe lăn đúng không, nhưng mà cái chủ đề của hôm nay sẽ là dùng xe lăn để đi đi sampo đấy. Kurumai sử đệ sampo kaijo, ví dụ là ô sư đự chẳng hạn, và động từ nhé. Ví dụ tóm tắt một câu mình đã cần phải có động từ đúng không, để đã biến nó thành động từ này. Hoặc là có thể bổ sung thêm cái đoạn này là đi đến đâu đúng không, bà ra em nhé, không phải bà ra cô em thôi nhé, bà ra em nó là Em vườn hồng có nhé, phải hoa. cô em là mấy từ dùng chung, nhưng mà bà ra em nó sẽ là cái vườn công viên hoa hồng đấy. Bà ra em no. Mua bà là hoa hồng. Hoặc là mình có thể dùng Cái để nộ. Để nộ. Sampo kai jo sư đự. Và đoạn tiếp theo là đến cái đến vườn hồng rồi đúng không? Đến vườn hồng thì cái này thiếu một câu nữa. Đoạn, đến vườn hồng xong bái kêu làm sao nhỉ? bà ấy mệt muốn nghỉ. Mệt đúng Nếu không? OK, đấy là cái đoạn đấy là thiếu mất câu ở đấy nhá. Sẽ trước khi mà thấy có mây là Scarita Yamada-san không? Yamada-san no de Yuke. Xong là uống cái gì nhỉ? Uống cái gì nhỉ? Có uống cái gì ở đây không? không Được nhá.満開で綺麗ですね。いい匂いがするわね。少し疲れたわ。では、この辺りで休憩しましょう。ブレーキをかけてください。大丈夫ですか？お茶を飲まれますか？喉が渇いたわ。ありがとお茶。う。喉が。お茶。お茶。お。喉が。あえて結構。Đấy, câu tiếp theo sẽ là đang ngắm dở thì cứ mô đi gạ. Cứ mô đi, thực ra cứ mô đi đó là mây, nhưng mà ở trong cái đoạn này nó sẽ là âm u nhé, trời âm u. Nó có trong này, nó trong cái đoạn hội thoại nó sẽ là cứ mô tê kỳ tạ, cứ mô tê kỳ tạ, thì là trời nó bị âm u lại, tự dưng trời nó tối lại đấy. あら、急に曇ってきましたね。
曇ってきましたね。曇ってきましたら、突然trời nó tối sầm lại á. Kiểu như sắp mưa đấy. Thì bình thường cái từ cứ đi không nó sẽ là mây thôi. À, trong trường hợp này nó sẽ là mây đen đấy. Ừ. Thì là cứ mốt. Càng gần đi. Cái đoạn này mình sẽ chuyển thành cứ mốt thế. Thì Mốt tê để kì. cứ mốt thế. Thì Đã nhá. Đây, thực ra sẽ để ghép một câu này. À, gì nhỉ? Sau khi mà thấy trời âm u thì ai được? Ai được nó? Về đấy. Thế mình đúng ra là sẽ phải ngắm thêm lúc nữa đấy. Mà cái này gọi là si xét. Không cho vào nữa. Là câu cuối cùng đó. Cuối cùng sẽ là khi mà quay về đến Genka Đến sảnh thì trời sảnh đổ cái mưa. đổ mưa. Thực ra câu này tất cả nó sẽ chuyển thành về quá khứ nhưng mà cái đây cũng quan trọng lắm. Đấy, tức là ở cái đoạn này đúng không? Mình sẽ tổng hợp hết thì trong 5 câu này. Thế nhỉ? Đấy, thì hôm nay nội dung của nó sẽ là mình nghe lại và mình tóm tắt lại bằng những ý chính, và khi mà mình viết lại thông tin ấy thì mình tốt nhất là mình viết bằng tiếng Việt cho nó dễ. Còn khi mình nói lại thì mình sẽ chuyển nó sang tiếng Nhật. Đấy là cái cách luyện tập ban đầu khi mà mọi người chưa viết được nhiều tiếng Nhật, chữ tiếng Nhật, hoặc là chưa viết được nhiều kanji á, thì mọi người có thể là nghe được, nghe và nhận biết đấy nó là nghĩa như thế nào trong tiếng Việt thì viết memo lại sẽ bằng tiếng Việt. À, sau khi diễn đạt lại một lần nữa bằng cách nói á thì sẽ chuyển nó sang tiếng Nhật. Và nhớ là khi mà tóm tắt xong thì chọn những cái lọc những cái ý chính thôi để mình nói lại. Xin xem cái câu cuối kia có nghĩa, cái câu số 5 đấy là nghĩa là gì ạ? Này trong phần ngữ pháp không biết, không đấy học không nhỉ? Không đúng không? Động từ nhá. Từ này. À. Là tốt tâm. À này, để tô tan là Tô ngay tan. khi mà vừa làm xong một cái gì đấy thì là thì sẽ xuất hiện một cái hành động tiếp theo hoặc một cái sự việc tiếp theo. Là vừa mới vào đến sảnh Đó. cái thì trời nó đổ mưa. Vừa 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 làm làm xong cái xong gì về đấy một thì xảy ra một cái việc gì đấy ạ. ừ, tức là hai hành động nó tiếp diễn liền ngay ngay liền nhau á, liền sát với nhau luôn. Một cái này vừa đây, kiểu như vừa xong một cái thì có một hành động khác nó ập đến. Ví dụ như kiểu gì nhỉ? Vừa mới hai thằng tội phạm mà trao đổi ma túy với nhau cái thì cảnh sát đã ập đến chẳng hạn đấy, nó là cái kiểu đấy. Vừa mới trao cho nhau một tay trao tiền một tay trao hàng xong là cảnh sát đã ập vào đấy, à, bắt tại trận đấy. Kiểu đấy. Những cái bài cái hoa này nhiều ngữ pháp học cũng hay, thì sẽ Vận tại dụng vì được ngữ pháp ấy thì nó mình sẽ nói được nhiều câu. đúng rồi, nếu như mà mình không học ngữ pháp thì cũng không biết nói nữa, không biết giải thích, đọc mỗi từ vựng không thì cũng không thể giải thích được. À, nhưng mà mình sẽ phải học nhiều cái đồng thời thì mới vận dụng được. Đấy, tức là đầu tiên thì mọi người sẽ nghe nó, mấy bài đầu tiên là học nghe nghe để nghe xem người Nhật nói gì, nhưng mà sau đấy thì nghe không thì không được đó, thì sẽ phải trả lời lại, giao tiếp lại với người ta. Đây là cái phần sau đây, cái phần là mọi người sẽ nghe và tóm tắt, hoặc là khi mình muốn nói một cái sự việc gì đấy thì là trong đầu mình cũng phải tóm tắt, hoặc là nếu mà trong đầu mà không tóm tắt được hết ấy, thì viết ra, viết những cái ý chính ra, và đây là sẽ diễn đạt lại cái ý chính đấy bằng lời một cách đơn giản nhất đã. Còn chưa có cần là mình viết về một câu dài, một câu ghép hay là một câu mà ngữ pháp nó quá phức tạp. Mai có học nữa không nhỉ? Xin xin. Mai có lịch thì sao?
Mai mai không sao có nhỉ? nếu mà Không, điểm mai nghỉ ạ. Mai ngày kia không học. Ngày 31 học một buổi nữa ạ. Mai ngày kia không ạ. ồ ba Cô mốt xong học 31 học một buổi nữa là hết tháng và ok 31 nhanh hết sáng thế. mốt có à? Chứ sao chị không nhìn cái 31 kêu 31 có đâu. Ok. Cái này còn một buổi nữa. Ừ. Một buổi 31 chốt hết công, chốt hết tháng. Nhanh thế. Chưa Đâu học được mấy, chưa học được mấy mà đã hết tháng à, đúng rồi, 31 rồi. có buổi rồi đi. Đâu, Vẫn may quá khi nhắc thì không lại hai vẫn 8 giờ đúng không? 8 giờ, tất cả Vâng. 8 giờ. Ô, hôm trước Vậy thì có cái bạn nào vào nhóm bạn bảo lịch có cái bạn nào bạn vào nhóm bạn gọi là học từ 9 giờ. học 9 giờ đúng không? Không, 9 giờ là có cái lớp 9 giờ trên xe có lớp thì làm gì nhỉ? à, cái lớp đấy là lớp khác, không phải lớp học cái gô, thế nên là không ấy đâu. Lớp gì? Trên xe để còn dạy lớp gì nữa? Sao nắm nó thì không phải chuyên ngành Gago để còn nói gì à, xin xe để còn vừa đi làm Gago này xong lại vừa đi làm phiên dịch này thế còn làm cái gì nữa lắm nghề Làm việc đa làm đa tài ăn đa tài đa tài quá cái làm gì cũng biết phải học được nhiều thì càng tốt, bởi vì là cứ cái này nó bổ sung cái kia, học được cái này xong thì lại cái kia lại tốt, nó dần mà lên thấy học thấy sensei ở viện ấy dần. hình như là cả cái bên bên gọi là bên trang trí là bên gì nữa đấy phải không, làm ở viện ấy Trang trí bên đế cự. cái đấy có phải học không ở sensei hay là do thẩm mỹ mình năng khiếu mình có Thì cứ tra lên Google thôi, thế là đúng cái đấy chỉ mệt thôi, mệt chứ đầu óc cũng phải suy nghĩ, ý là ví dụ từ tháng 1 đến tháng 12 là nó có những sự kiện gì thì mình sẽ phải tổng hợp, ví dụ tháng 1 là có Tết đúng không, tháng 2 thì nó có cái gì ấy nhỉ, Sệt Dư Vương à, có trò mà ăn hạt đậu xong là ném mấy con quỷ á, không ôi mình ở đây vâng ạ, mình chả biết xong thì cái trò tiếp đấy luôn. theo chứ trên là nó nói qua hết những ngày quan trọng ấy đi, đi cho em nhớ, ví dụ cho có những tháng nào có ngày gì ấy, Chị gửi cho, nói chị từ gửi cho ngày cái qua được không ạ? link, chị gửi cho Dạ. cái link của cho ngày nhiều lắm, nói ở đâu nhỉ, chị có tổng hợp Nhưng rồi với cả cái phần trang trí đó, nếu mà ai làm đích cự thì thực ra tra trên Google nó có hết, người ta gợi ý hết mà, chẳng qua là mình không có thời gian làm nhiều á. vâng. Vệ sinh cận cả... Trước mỗi xin xe có Tại lớp vì không? ở viện thì các cô cứ nói là ngày gì của Nhật đấy, nhưng em không hề biết, em không biết là ngày gì, em không biết là ngày gì, không hiểu là cái ngày gì ấy. Ném hạt đậu để cho đuổi xua đuổi tà ma đấy phải không? Thế còn ở bên này nhá, cái chỗ công ty mình nhá, có một đợt mà cái ông giám đốc ông ấy đi cầm cầm một cái gì nhỉ, cầm một cái đậu xong rồi cho mọi người cắm ngược cái cắm cái kim vào trong cái đậu đấy, nghĩa là sao? Kim mà em chưa nghe được cầm, Cắm kim vào trong cái đậu á. chưa nghe được cầm kim mà để trong link này cho mọi người tham khảo một cái. Đây ví dụ cái một năm đó, một năm có những cái gì đây, ở trong này nó có bài hơi dài nhưng mà tổng kết lại thì nó ở cái phần dưới á, phần đây ví dụ mùa xuân này, nếu mà chuẩn xét theo mùa thì sẽ có xuân hạ thu đông đúng không, nếu mà ngày cụ thể này, ngày cụ thể thì ở đây nó không ghi rõ đâu, nhưng mà có ngày ví dụ tháng 1 là có mùng 1 tháng 1 là Tết này, tháng 2 thì có mùng mùng 2 tháng 3 hay 2 tháng 2 gì á, nó có mấy ngày đấy, có cả Valentine này, tháng 3 thì có Hinamatsuri này, rồi là ngày Valentine trắng này, tháng 4 thì có lễ hội ngắm hoa anh đào đúng không, tháng 5 thì có ngày của trẻ con là mùng 5 tháng 5 thì vậy, tháng 6 thì có ngày của cha này, tháng 7 thì có cái lễ ngưu lang trước nữ ấy, kiểu kiểu vậy, Tanabata này, tháng 8 thì có có một lễ hội tháng 8 Nô Đô, hoặc là bắn hoa bắn pháo hoa này, bắn pháo hoa tháng 9 thì sẽ có ngắm trăng này,
cộng thêm ngày kính lão này, Kerohi. Tháng 10 Ừ. thì thường là cái tháng ví dụ ở trường học các thứ là mọi người hay có kiểu Indokai, là cái mấy hội thao đấy. Hội thể thao, hội thi Và tháng 10 gì? có cả ngắm lá đỏ, lá Lá lục. đỏ. Bây giờ tháng 10 thì hết rồi. Nhưng mà ngày xưa theo cái lịch ngày xưa ấy, tháng 11 thì có cái hội, lễ hội văn hóa, nhưng cái này ít tổ chức lắm. Thường những cái sự kiện với lại tháng 12 có ấy đúng không? Có Noel vậy thôi. Em. Thường cái sự kiện chính thì nó sẽ vào tháng 1 này, tháng 2, tháng 3, tháng 4, hơi nhiều đấy, 5, 7, 8, sau là 12, 9, 10, 11 thì ít lắm, thường người ta cũng, à, nhưng tháng 9 cũng có, tháng Tháng nào 9, lễ hội Indokai cũng thấy nhiều mình. Những cái trang web này xin đọc được hết chữ kanji ở ở trên này. đọc mãi, đọc hết đọc. À, đây là thành lịch mất. Cái gì? Đó là gì đấy? Ừ, để lát nữa tìm được cái trang nào ghi ngày cụ thể gửi lại nhé. Ạ. Thế nhá, hẹn mọi người 31. Này, xin Vâng ạ. Ochigare-sama desu. Cảm ơn.